Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập C6 trang 79 sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau: trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng? Các em biết rằng là đồng trong tự nhiên sẽ tồn tại theo các quặng, mà các quặng đó có hình thù rất là tự do, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta muốn sử dụng đồng để tạo ra các tác phẩm, ví dụ như là tượng đồng hay trống đồng vân vân, thì chúng ta sẽ cần phải đúc. Mà việc đúc ở đây thì cần phải có khuôn. Nhưng muốn từ những quặng đồng cứng và thô ráp như vậy cho được vào trong khuôn thì chúng ta phải chuyển đồng từ thể rắn sang thể lỏng. Và việc chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chính là quá trình làm nóng chảy đồng. Rồi, sau khi mà làm nóng chảy đồng thì chúng ta sẽ rót đồng vào trong khuôn và để cho đồng nguội. Khi nguội đi thì đồng sẽ đông đặc trở lại và khi mà làm ở trong khuôn thì nó sẽ có hình dạng của khuôn đúc. Nhờ đó mà chúng ta sẽ tạo ra được những hình thù mong muốn. Rồi, như phân tích vừa rồi thì các em có thể thấy là quá trình đúc tượng đồng thì gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là giai đoạn chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng của đồng để có thể cho đồng vào trong khuôn đúc. Và giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn đồng nguội đi, đông đặc lại để có thể có hình dạng của khuôn đúc. Vậy thì các em có thể ghi lại cho cô câu trả lời, đó là trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể của đồng là quá trình thứ nhất là quá trình đồng nóng chảy từ thể rắn sang thể lỏng. Khi mà lung trong lò đúc và quá trình thứ hai là quá trình đồng đông đặc từ thể lỏng sang thể rắn. Khi nguội ở trong khuôn đúc như vậy là chúng ta đã trả lời xong bài tập C6.